chào các bạn độc giả của tạp chí Tiếp Thị và Gia Đình. Tiến đến với điện ảnh như là một cái duyên, thì nên là có thể nói rằng Tiến vào nghề theo các bạn đồng nghiệp hay gọi đó là nghề tay ngang. Nhưng mà may mắn, trong tố chất con người Tiến nó có cái niềm đam mê đối với điện ảnh, mà có thể nói là nhờ cái duyên với điện ảnh mà Tiến mới phát hiện ra là mình có niềm đam mê đó. Tôi nghĩ rằng trong bất cứ thế giới nào cũng vậy, thế giới showbiz hay là giới doanh nhân hay là giới công nhân, tất cả đều có những cái thị phi. Quan trọng rằng cái thị phi đó được tất cả mọi người biết như thế nào. Nói chung thì tôi cảm thấy rằng thị phi hay không là do chính bản thân mình. Bởi vì trong xã hội nó có rất là chuẩn mực, rất là rõ ràng. Nếu như chúng ta đi đúng theo cái chuẩn mực đó thì tôi nghĩ rằng mình sẽ không mang trên người hai chữ thị phi. Trong tình duyên thì Tiến quan niệm chữ duyên đó là yếu tố quyết định. Khi mà cái tình duyên nó đến, nhiều khi cái người đó mình lại nghĩ là trong đầu mình tại sao mình lại yêu thương được người này, nhưng mà không hiểu tại sao mình lại yêu, thì Tiến quyết định đi theo tiếng gọi đó.